Ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho hay đang tiến hành điều tra, truy bắt nhóm người dùng hung khí tấn công khiến một thanh niên bị chém gục. Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 2 tháng 9, anh Huỳnh Thanh Việt cùng bạn đi bộ ở khu vực vòng xoay Tân Phong về hướng phường Trảng Dài. Cùng lúc này, 10 người lạ mặt đi trên 5 xe máy, mang theo mã tấu, dao tự chế, lao tới rượt chém nhóm anh Việt. Thế vậy, anh Việt cùng bạn chia nhau chạy về hai hướng để thoát thân. Riêng anh Việt chạy vào hẻm cục gần đó, bị nhóm lạ mặt chém nhiều nhát gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Anh Việt được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, anh Việt nhập viện trong tình trạng choáng mất máu, đã chấn thương vùng trán, đầu, vai và tay. Trong đó, tay trái bị tổn thương gân, cơ, mạch máu, thần kinh trụ. Do vết thương quá nặng, bệnh viện đã báo động đỏ, huy động hàng chục y bác sĩ từ nhiều khoa tham gia cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, bệnh nhân vẫn được theo dõi và điều trị tại khoa hồi sức hậu phẫu.